đã trở thành em bé Shiba mũ rơm hải tặc. Đã là hải tặc thì theo sát luôn luôn sẽ có hải quân đúng không? Và mình cũng vậy, bị đuổi theo suốt luôn. May mà mình gặp được chị Jimmy và chị Kemi đã giúp mình trốn thoát khỏi bọn hải quân. Mình cũng đã kết nạp hai chị ấy trở thành hai thuyền viên mới của mình. Nhưng mà hải quân cũng đã tìm ra bọn mình và giết bắt cả bọn hải tặc của mình luôn các bạn ơi. Liệu mình có bị hải quân bắt hay không, các bạn đừng quên xem hết hết video này nha. Trời ơi là trời, oh no. Các bạn ơi, chị Jimmy đã bị hải quân bắt rồi. Hãy giúp chị ấy bằng cách nhấn like và đăng ký cái video này nha. 3, 2, 1. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đúng vậy nha mô. Cái gì đâu mà thuyền của các ngươi chậm gì với con rượu bò vậy? Sao mà dí được tôi? Đứng lại, ngươi sẽ được khoan hồng. Hãy đầu hàng đi. Chết mồ rồi, sắp hết xăng rồi. Phải vô bờ thôi. Nhanh lên, vô bờ. Có ai vậy? Hello, ai chị đây? Đừng có nói với lại hai con đằng kia là gặp tôi nghe. Đừng có chỉ tổ tôi nghe. Hải quân, trời ơi, mình phải trốn lẹ mới được. Hai người có thấy con chó Shiba nào đội mũ cơm đi ra qua đây không? Tôi thấy nó chạy hướng đằng đây nè. Thẳng lên bờ rồi, nó khỏi hiện tại rồi, chạy theo nhanh lên luôn ơi. Đi. Hải quân nghèo quá à. Trời ơi, để bọn họ đi mới được, mình mới dám ra được, trời ơi. Nhóc là ai mà chạy trốn hải quân vậy? Tôi xin tự giới thiệu, tôi là chó Shiba Hi Ha. Đúng rồi, chưa hết đâu nghe. Tôi không phải là chó Shiba bình thường, mà tôi chính là chó Shiba Luffy mũ gom. Tôi sẽ trở thành vua hải tặc. Vậy chắc chắn vua hải tặc đúng rồi. Bởi vì mới bị lũ hải quân nó dí đã dí. Trời ơi, hơi cả buồn thiệt luôn á. Nhưng mà bây giờ sao? Nhưng mà bây giờ nhóc sẽ đi về đâu và ở đâu khi mà em bị dí bắt như thế này? Không biết nữa. Chưa có hành lập băng hải tặc của em. Cái gì? Qua nhà chạy đi. Có băng hải tặc luôn á. Hai người muốn làm hành viên trong băng hải tặc của tôi không? Có, đúng rồi. Vậy thì trở thành hành viên của em. Tại vì em dễ thương quá. Hợp lý. Nếu như vậy hai người sẽ là thuyền viên trong băng hải tặc luôn. Không phải. Gọi là Shiba mũ gom. Là tụi chị sẽ phải né những cái tên hải quân đó luôn hay sao ta? Hiện tại thì bây giờ hai người không có gọi là lệnh truy nã nên bọn hai người không cần đâu. Ủa, nếu em là hải tặc thì em đang được trái quỷ gì rồi? Ê, đừng có nói là ăn trái cao su luôn nha. Hai người sai rồi. Em ăn trái vậy? Em đang trái Hito. Trời ơi, trái quỷ Hito là của thần mặt trời. Có không? Thần mặt trời. Ý anh chị, hai chị nói là gì? Trái Hito thần Nika đúng không? Đúng rồi, có phải trái đó không? Nếu trái đó thì mạnh lắm đó nha. Ha, sai rồi, của em cũng là Hito. Nhưng mà model chó Shiba. La. Trời ơi, cái model gì mà giỡn dữ vậy? Trời ơi, model đó là xịn rồi. Tại vì trái quỷ đó là thần tượng của em. Anh Luffy anh ăn rồi, lấy gì em ăn được? Thì ra là vậy. Vậy là chó Shiba Luffy này không có ăn được cái trái đó. Bây giờ thuyền viên của ta đem hai chiếc thuyền đằng kia đem về thôi. Nhanh lên. Được rồi. Vậy làm xong là có trái quỷ phải không? Được rồi. Hai thuyền viên của ta đem hai cái thuyền về thôi. Nhanh lên. Mình tiếc quá, ước gì mình cũng ăn được trái cao su như ăn Luffy là hay biết mấy luôn á. Nhanh lên thôi. Trời ơi, em chỉ là ăn trái gọi là Hito model chó Shiba thôi, nên biết hành con chó Shiba là được rồi. Mà em biết đường vậy nhà chị không? Không biết, hai người chỉ đi. Nhanh lên. Được rồi, thuyền viên thứ nhất quăng thuyền vô đây. Thuyền viên thứ hai quăng thuyền vô luôn. Rồi, sau này chúng ta sẽ làm cướp biển bằng hai con thuyền này. Mình làm cướp biển bằng Caribe. Trời ơi, cái gì mà cướp biển dùng Caribe? Cái này là cứu hồ á, chứ cái này đặt trong hồ mà có phải cái biển đâu. Thì mấy mốt đi ra biển đặt cái thuyền đem ra thuyền. Trời ơi, mệt quá. Chúng ta là hải tặc mà chị thấy á, em làm như chúng ta là sơn tặc vậy. Hả?
hải tặc là hải tặc, sơn tặc là người ta đi trên gần trên núi chị ơi, còn hải tặc là ở dưới biển. Chị nói cầm bậy quá. Ai, nhưng mà bây giờ hai người mặc bộ đồ này không có giống hải tặc cái gì hết trơn á. Ồ, vậy là tụi mình phải có đồ mới rồi đó chị Vinh. Đúng rồi, đúng rồi, đi vô đây đi để em tư vấn cho. Nhanh lên, nhanh lên. Em biết may đồ không? Em biết may đồ không? Không. Trời ơi, hải tặc giống biết may đồ. Để tôi là hải tặc tập sự. Bây giờ mọi người tập trung đây, nghe vua hải tặc tương lai nói nè. Hai hiền viên của ta nghe đây. Đây chính là bán hải tặc idol của tôi. Thấy không, thấy không, thấy không? Ồ, thấy rồi, chị sẽ là nam ơi. Được, chị muốn làm nam y đúng không? Ok, hợp lý. Còn chị muốn làm cái gì đây? Chị dâm nam y hả? Nhìn cái bạch áo xanh xanh nữa thì sao vậy? Cái đó là Nico Robin. Trời ơi, chị không biết gì hết. Chị mà đòi làm hải tặc. Chị không biết gì, chị biết đi. Được rồi, đó là Nico Robin. Còn kia là nam y. Được rồi, vậy bây giờ chị dâm y sẽ là nam y. Còn chị kém mi sẽ là Nico Robin. Ok. Ok. Bây giờ thì đi chuẩn bị một bộ đồ y chang như vậy đây. Nhanh lên, hai hiền viên của ta. Ok, chuẩn bị chỉ mà. Không biết. Ủa, chị chuẩn bị chị nhìn đâu đi ra khỏi nhà. Nhìn bộ đồ và làm theo giống vậy đây. Nhanh lên, nhanh lên. Ê, nhanh lên con quay ơi. Nhanh lên. Cái con chi ba nó chạy nhanh thiệt á. Chúng mày có thấy không? Em không thấy anh ơi. Trời ơi, ta tên này. Sao để tìm hắn đây. Bây giờ chia ra đi. Chứ bây giờ đi chung sao mà tìm được hắn. Được rồi. Chắc hắn cũng chưa chạy xa đâu. Chạy ra đi. Tìm được cái thằng này. Nó đã ăn được trái quỷ và đam mê làm hải tặc nữa. Chúng ta phải diệt trừ những cái tương lai không tốt này. Đi tìm đi. Được rồi. Sau này mình sẽ như băng hải tặc này. Thiệt là VIP luôn đây. Sao? Anh chị hả bông? Hai thiền viên đầu tiên của ta. Quá VIP rồi đó hai chị ơi. Kiểu như là bây giờ theo băng hải tặc của em, sau này chúng ta ra đại hải trình. Lúc đó chúng ta sẽ tìm được kho báu vô hải tặc. Kho báu quan bê. Chị nghe thôi là chị đã thích rồi đó. Tại vì chị rất là thích anh Luffy. Còn em là Simba Luffy thì cũng thích em luôn. Em là idol của em mà sao mà không thích được. Từ từ. Nghe mấy mấy lời. Có người. Mình phải lên đây mình trốn mới được. Ây, trốn qua đây thôi các bạn ơi. Chị giúp mày ơi. Có ở đây không vậy? Vô đây nói này nè. Em mới có một tin này nè. Em mới thấy có một đứa hàng nhóc. Một hàng nhóc lệnh chi đã của mình các bạn ơi. Đi ba đi hi ha. 1 triệu Việt Nam đồng. Chết mộ rồi. Mà sao hai người mặc đồ giống trong One Piece quá vậy? Đang cosplay. Mình đang cosplay đúng không chị giam mây? Chụp hình cosplay. Trời ơi, chết rồi, chết rồi. Đây nè. Cái hàng nhóc hải tặc mới nhú này nè. Em thấy nó treo hưởng chi nã 1 triệu đồng luôn. Bây giờ mà mình bắt nó là hôm luôn. Hai người có thấy chết nó không? Chết mộ rồi. Đang muốn bắt mình các bạn ơi. Không thấy gì. Bây giờ nha, mai mốt thấy là kêu em nha. Bắt nó lại liền nha. Mọi người đi chi bắt nó với em đi. Hải tặc mới nhú. Trời ơi, con tên này dám nói đừng bắt mình hả? Đúng rồi đó. Còn thua con chó nhà chị nuôi. Chó nhà chị nuôi ổng ra 10 mấy triệu rồi. Hello. Trời ơi. Bây giờ ta mới để ý ngươi cũng mặc bộ đồ si ba. Bộ ngươi định cosplay ta hả? Ừ đúng rồi đó. Em chung đồng loại với em mà tại sao em lại bắt? Ồ, cái này là cái hàng nhóc bị chi nã mà. Ta xin tự giới thiệu, ta chính là si ba đi hi ha. Ta là trở thành vua hải tặc. Tương lai đúng rồi. Đây chính là thiên chủ của chị. Đây là vua hải tặc tương lai. Đây là mà tới đây nạp mạng luôn rồi. Hai chị bắt nó đi. Ủa sao đúng rồi đó chưa rồi. Đây là hiền viên của ta mà. Chị là hiền viên của đúng rồi. Bây giờ hiền viên của ta bắt tên nó lại. Trời ơi, hai người bị cái gì vậy? Tự nhiên nghe lời con chó này. Con chó cái gì mà con chó? Ta chính là si ba đi hi ha. Hiền trưởng đó. Ta sẽ là vua hải tặc đó. Cái tên si ba này qua đâu mà con si ba này làm vua hải tặc được anh? Bắt nói nhiều không? Hay thằng này mà nó nói mà nó đứng trên đây nhiều khi á là sẽ bị báo tới bộ hải quân đến đó hai chị ơi. Bây giờ đem nó đem nó xuống dưới hầm ơi. Nói nhiều nè. Mày nè. Vô góc ngồi luôn. Đây luôn đi. Đi thôi chị ơi. Chúng ta đi chinh phục đại hải trần ơi. Đi thôi. Bây
giờ chúng ta tìm một cái biển thiệt là lớn đi mấy chị ơi, để chúng ta hello. Hello. Ôi, bạn ơi, hồi nãy tôi thấy cái tụi hải quân ngoài kia đang đi kiếm bạn á. Tôi nói cái gì mà bắt được bạn là được 1 triệu á. Cái gì vậy? Được tới 1 triệu. Mấy cái con hải quân đừng bắt tôi để bắt lấy 1 triệu hả? Hai bạn đừng có nói cho mấy người đó biết nghe. À, được rồi, tôi không báo cho bạn biết rồi bạn né mấy người đó ra. Cảm ơn nhiều. Thôi, ok. Tôi sẽ cố gắng né. Được rồi, hai bạn đi đâu đi. Ok, bye bye bạn nha. Bye bye bạn. Ủa, thuyền trưởng nói chuyện gì với hai con chó đó vậy? Hai con chó đó đến để báo tin là có hải quân đang tìm. Ồ. Đó, nên là bây giờ... Thuyền trưởng chi đã, thuyền trưởng xịn thiệt chứ. Tôi được chi đã lận 1 triệu lận á nghe. Rồi, 1 triệu Việt Nam đồng không phải là muốn có chi nã là có đâu ha. Thôi, đi thôi nào. La la la, la la la. Rồi, hai chị đi thôi. Chúng ta lên đường tìm kho báu của anh CB. Cuối cùng cũng tìm được con chó Sipa 1 triệu đồng rồi. Hải quân, bắt nó đây. Ôi, bận tẩn coi. Trời ơi, tôi có đáng giá 1 triệu thôi mà cũng bắt tôi nữa. Chừng nào tôi là vua hải tặc rồi mới bắt chứ. Còn người ta phải loại trừ những mối nguy hại trong tương lai. Bình tĩnh. Người thấy không, ở trong cái tên của ngươi là có chữ đi nè. Cái hành phần mà tên có chữ đi đều là những hành phần nguy hiểm trong tương lai. Ví dụ như là Monkey D. Luffy nè, Monkey D. Garen nè, Monkey D. A nữa. Bình tĩnh. Trời ơi, hai người bình tĩnh lại đi. Hải quân cũng người tin đi vậy. Ba người nha mày. Đúng rồi, Shiba ngu. Trong hải quân cũng có tên nha. Bình tĩnh. Trong hải quân cũng có người có tên chữ đi vậy sao không bắt? Hải quân là người tốt. Lại ông ấy là cấp trên của bọn tao, nó ông ấy mạnh là không bắt đâu. Các bạn biết mình đang nói với ai mà đúng không? Cái đó cũng là Monkey D. Rap đó, thì cũng có chữ đi đó, sao không bắt đi bắt tôi làm vậy? Tôi rẻ rồi. Ông kêu tao đi bắt mày luôn á. Ồ, thiệt luôn hả? Tao phải bắt mày thôi. Không có nói nhiều nữa. Bắt nó đi anh em. Bình tĩnh. Trời ơi. Hai người, ba người ông ấy ăn hiếp một con chó Shiba cute đáng yêu như tôi vậy. Không biết buồn hả? Tôi có cái gì đâu, có cục xương không à? Đánh lộn mà kêu dừng hòa sếp. Dạ sao? Đừng ba. Ba người không ấy không công bằng vậy ha. Công bằng vậy? Ba người mà bắt một con chó như vậy là không công bằng. Đúng rồi. Vậy bây giờ ta bắt luôn hai đứa bay bây giờ. Hai đứa nào hay chiến luôn. Ôi hai người này hai người này chưa có lệnh chi nã mà bắt cái gì mà bắt. Đây tại vì nó là đồng phạm giáp đi gieo và bao che. Trời ơi. Đụng đến ta thì được, đừng có đụng hiền viên của ta nghe. À vậy là mới nhầm viên à, được rồi bắt nốt luôn nè anh em. Các người chọc giận Shiba Lee. Các người đã chọc giận Shiba đi hi ha ta rồi. Ta tương lai sẽ là vua hải tặc. Mày là con chó, mày cũng phải đặt làm vua hải tặc hả mày? Mày là chó hải tặc thì có con. Chó này nó đứng trước mặt hải quân mà nó còn dám dên giáo đòi làm vua hải tặc. Trời ơi, mày yếu xìu mà mày đòi mày đặt làm vua hải tặc hả mày? Được rồi thiệt á. Mày bảo vệ thuyền viên của mày còn không được nữa, đó mà đòi làm vua hải tặc. À, được rồi. Các người xem sức mạnh của ta đây. Ha cơ. Các người đã thấy được gì chưa? Nó có Ha Ki luôn cả. Ha Ki này chính là Ha Ki Ba Dương đó. Cục xương của ta đã bọc được Ha Ki rồi. Nó sớm, càng sớm càng tốt. Ngon thì bao vô mà đúng. Xem ta đây. Trời. Mày nè. Thấy cục xương Ha Ki của ta như thế nào. Mày nè. Không được đụng vô gì vậy. Hay á. Cục xương Ha Ki. Hay á. Mày. Cẩn thận. Rút quân nè. Đứng lại. Đụng đến ai thì được, đừng đụng vào viên của ta là ta bật Ha Ki ta đập mấy người liền đó. Wow, thiên chủ đỉnh quá, thiên chủ ơi. Ta mà Ha Ki của ta để bọc vô cái cục xương này rồi. Em thấy thiệt là tự hào khi đó thuyền trưởng á nha. Không được đâu, cái tiệc kêu này là phải có những người có thực sự có sức mạnh. Phải chung trên biển như ta thì mới có thể có được Ha Ki như thế này được. Hai người còn yếu lắm. Nên là bây giờ chúng ta đi kiếm đi ra biển thôi. Let's go. Chết rồi, bây giờ phải dời bãi cấp trên nhanh lên mày ơi. Được rồi, thiên viên của ta. Chúng ta không
không thể nào ra khơi mà với những hiền viên mà không biết đánh đấm như vậy được. Đúng vậy. Bây giờ tụi em biết làm gì? Bây giờ tôi sẽ dạy cho mọi người cách sử dụng vũ khí. Vũ khí đầu tiên, cây này dành cho chị nè, chị Kem ơi. Còn cây này dành cho chị nè, chị Kem ơi. Gai. Bây giờ các chị phải tập chung hết sức lực của mình vào gọi là hơi thở. Sau đó chúng ta sẽ bật được ha kỳ, hiểu không? Hơi thở âm thanh. Mời nè. Lộn anime rồi. Trời ơi, sai rồi. Trời ơi, hiện trường này, thiên nhiên này không hợp lý nha. Thầy mệt quá. Đây nè, nhìn em nè. Tập trung hết vào suy nghĩ, sức mạnh dồn nén vào cái cục xương. Hơi thở. Thấy chưa? Như vậy là Haki đã bộc vô thành công cái vũ khí này. Rặn nhiều vô. Chị Kem ơi, qua góc bên trái. Chị Kem ơi, qua góc bên phải. Tập luyện đây, nhanh lên. Tập luyện em. Rặn vô. Trời ơi, cái gì mà xẻo luôn vậy trời. Trời ơi, vậy đây. Đừng cố nữa. Trời, tập đi. Trời ơi, đánh luôn. Tôi kêu rồi. Mình phải tập trung rặn khí công chứ không phải mình rặn khí hơi. Cái con nhỏ này, con nhỏ đi cô Kemi này nó rặn khí hơi, nó địch bằng mông luôn, hay ghê quá. Trời ơi, bây giờ chúng ta phải tìm cách nào đó để cho các chị mạnh lên thôi. Hoặc là thôi, cứ đi theo em đi, em sẽ bảo vệ hiền viên của em. Wow, vậy cũng được đó thôi, đi thôi hiền trưởng ơi. Ừ, đi theo hiền trưởng nào, đi thôi. Yên tâm ơi em. Rồi bây giờ đi đến lại hãy trình theo em nè hai chị ơi. Đi đâu vậy? Con si ba bụng hôm kia. Ai vậy? Oh my có sao nhiều lính vậy? Đại úy Hải quân đi đâu đây? Ta dẫn thêm 500 lính hải quân nữa đến đây để bắt ngươi. Có phải ngươi vừa đánh gọi là lính của ta không? Ta sợ gì chứ? Ta chả sợ gì đâu. Ta vừa có Haki bá vương, Haki vũ trang, Haki quan sát. Chưa kể còn ăn trái ác quỷ Hito mô đồ con chó Shiba Kute hồ phô mai que đó. Nên là cho dù ông có dẫn thêm nhiều người thì cũng bị đánh bại bởi ta và thiền viên của ta thôi. Cái gì mà thiền viên? Nhìn lại sau lưng ngươi đi, có còn ai đâu. Cái gì? Thiền viên của ta không bao giờ bỏ ta đâu, ngươi đừng có tàu. Ồ đâu có tiêu ở đây. Trời ơi. Chạy lên lên đi chị giùm đi. Nữa thì một mình ta kỳ cũng đủ rồi. Ngươi có chắc là đủ không? Ngươi hơi khinh thường ta rồi đó. Xem đây, Haki ba vô. Ngạo thật đấy. Cái đồ này dữ quá. Đại úy hải quân, ông sợ chưa? Hồi nãy là 500 đấu với một, bây giờ một vết một nè ông già kia. Ta đương đương là một đại úy hải quân. Ta mà sợ ngươi chắc được. Vậy thì nhào vô nào, đại úy hải quân kia. Rồi xem đây, cục số Haki mày nè. Ôi ơi, đánh đây. Ôi trời ơi, cùi mía. Ôi trời ơi, cùi mía. Ôi trời ơi, ngon. Nhào vô. Ôi trời. Chết tiệt, thằng này mạnh quá. Thôi, hẹn gặp lại người sau. Run, bitch, run. Đâu? Đi đâu vậy? Nó chạy bằng kiểu này luôn hả trời? Đứng lại cái tên kia, ở đâu rồi? Quy. Ở đâu? Tào nhanh dữ vậy? Trời ơi, tưởng thế nào? Cùi bắp thì đúng là hải quân cùi bắp chứ gì chạy rồi. Mình đúng là biết. Ôi, anh bạn ơi. Ủa, anh bạn ơi.
Anh bạn ơi, hai cái bà thuyền viên hồi nãy của anh đó bị hải quân bắt mất tiêu rồi. Trời ơi, hai cái người đó chạy mà sao bị bắt được, tôi xử mấy người này cơ mà. Hồi nãy lúc hai cái người đó đi về làng á, xong bị cái ông super ngáo gì báo hải quân bắt mất tiêu rồi. Cái gì? Hai người đó bị hải quân bắt thiệt luôn rồi đó hả? Không phải là một người tên là Jimmy, một người tên là Kim ấy gì ông? Đúng rồi. Chết mồ rồi. Đúng chưa? Chết mồ rồi, bây giờ mình phải đi cứu nhanh thôi. Thôi cảm ơn bạn chó nhiều nha, đi đâu thì đi đi. Để đến lúc tôi phải về giải cứu thuyền viên của tôi rồi. Trời ơi, hai con báo này. À, hai người dám hợp tác với cái tên này, cái gì si ba đi với nha này, dám nhốm em bây giờ em nhốm lại bắt nè. Ôi, tới đây rồi, tới đây rồi. Bọn ta đã đến rồi đây. Người kia bọn ta tới đây có việc gì? Ê, chào hai người, chính là hải quân của ông. Đúng, ta chính là heo bé ba. Ta là mô bí thơ. Vậy không phải là heo mép bô với lại đại tá Kobe hả? Không không không, heo mép bô với đại tá Kobe á là chỉ có ở trong heo có. Heo mép bô và đại tá Kobe đã đúng rồi đó. Công việc khác rồi, ở đây thì chỉ có heo mép ba với lại con thon thôi được không? Trời ơi cũng được với lại mọi người bắt hai cái người này đi, hai người này là hợp tác với tên si ba đi hi ha nè đó, làm hai tên á bắt rồi được đó. Được vậy thì cậu hãy để hai người này cho bọn tôi. Dừng tay lại. Cuối cùng cũng tới được đây rồi. Ai chở của bọn nó tới kìa. Có gì đây? Thằng thiên chủ kia, ngươi đang bị chi nã mà còn dám tới đây à? Gì đây? Bobby Phone và heo mép ba. What the hell? Ủa tôi nhớ là heo mép bô và Kobe mà. Sau này thành Bobby luôn rồi. Đó đi công việc rồi. Bây giờ chỉ có heo mép ba và ta ở đây thôi. Bobby Phone thôi. Nhưng mà ngươi không có tư cách để hỏi bọn ta. What the hell ngộ vậy? Nếu mà hai người không phải là đại tá Kobe thì tôi không có sợ đâu. Ba vô mà nốt đi. Ngon thì nhào vô đây. Heo mép ba. Heo chưa. Trời ơi chết luôn. Cùi bắp bị đặt da gió hả? Thôi trời ơi là trời. Cảm ơn em đã cứu chị nha. Có em thì chị xíu này. Không có gì đâu. Không có gì đâu. Đã có hiền chữ hi ha rồi, không có sao kìa. Thôi được rồi, bây giờ thì đem thuyền chúng ta đi ra biển thôi. Heo em. Được rồi. Nhưng mà hai người ơi, ôi thấy hai người không có hợp lý làm hải tặc đâu. Bởi vì hai người quá là nhát, nên là hai người tôi nghĩ là mọi người nên ở lại cái làng này đi. Đi theo tôi gặp nguy hiểm nhiều lắm. Không chịu đâu. Thôi không được đâu, đập cái thuyền này đi. Bây giờ em sẽ ra khơi một mình, hẹn gặp lại mấy chị sau. Ôi no, tụi chị sẽ nhớ em lắm. Tạm biệt em thuyền trưởng. Ủa lộn chưa, hãy đúng tâm rồi. Tạm biệt đúng hai thuyền viên của ta. Sẽ buồn lắm đó. Tạm biệt nghe, em đi đây. Ôi, đi đi em xin lỗi, thôi.